biệt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Huỳnh Phương hoang mang khi lần đầu chụp ảnh thân mật cùng Sĩ Thanh. Nhìn bộ ảnh ai cũng giật mình, Huỳnh Phương Sĩ Thanh lại tiếp tục khiến người hâm mộ phải suýt xoa. Vì tung ra bộ ảnh đôi vừa đậm chất thơ vừa ngọt ngào, lại nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với cả hai. Với phong cách Hàn Quốc sành điệu ngọt ngào, cả hai được xem là cặp đôi fashionista mới của showbiz Việt. Công khai bên nhau chưa quá lâu, cặp đôi showbiz Sĩ Thanh Huỳnh Phương trong vài tháng qua đã liên tục khiến khán giả và công chúng vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị vì độ ngọt ngào của cả hai khi xuất hiện trước đám đông, tại các sự kiện hay những dự án thực hiện cùng nhau. Và mới đây, không nhân dịp gì cả, Sĩ Thanh Huỳnh Phương lại tiếp tục hâm nóng tình cảm bằng một bộ ảnh đôi cực kỳ ngọt ngào tựa như sau Hàn Quốc, khiến bất cứ ai xem qua cũng phải trầm trồ và mến mộ vì độ ăn ý của hai nghệ sĩ. Bộ ảnh đôi này chính là ý tưởng của Sĩ Thanh. Nữ ca sĩ biết bạn trai ngại chụp hình nên nảy ra ý định ghi dấu ấn cả hai trong bộ ảnh vào dịp cuối năm. Để bạn trai chịu vào studio chụp ảnh, Sĩ Thanh ra sức năn nỉ người yêu và cũng là người giúp cho Huỳnh Phương cách tạo dáng khai thác triệt để vẻ đẹp xoái ca của bạn trai. Trong từng xuất ảnh, cả hai khoe vẻ đẹp ngọt ngào, sành điệu, đúng chất của ngôi sao Hàn Quốc. Đây chính là hình tượng mà Sĩ Thanh và Huỳnh Phương xây dựng trong thời gian tới. Nói về trang phục và bố trí set up chụp, nhiều khán giả tinh ý có thể nhận ra, mỗi một cặp quần áo, mỗi một cụm hình ảnh cặp đôi của Sĩ Thanh Huỳnh Phương đều mang vẻ đẹp của một mùa khác nhau trong năm. Đó chính là bộ ảnh với trang phục màu trắng mát mẻ, trẻ trung dành riêng cho mùa hè, bộ trang phục màu hồng tươi mới, thơ mộng dành riêng cho mùa xuân, còn bộ trang phục với chiếc vải dày màu vàng nâu lại mang phong khí của mùa thu và đông khi trời se se lạnh. Huỳnh Phương chia sẻ, tôi vốn chỉ biết lao vào công việc mà quên rằng mình cũng là người nghệ sĩ có hình ảnh cá nhân chỉnh chu ra mắt khán giả. Lần đầu được bạn gái thuyết phục đi chụp ảnh thời trang, tôi lo lắng đến mức bị khớp và hoang mang không biết tạo dáng thế nào cho đẹp. May mà có bạn gái bên cạnh hỗ trợ từng ly từng tí cách tạo dáng nên cũng may có bộ ảnh ăn ý. Thời điểm cuối năm đang diễn đến rất gần. Trong thời gian này, Sĩ Thanh Huỳnh Phương đều khá bận rộn với lịch công việc dày đặc. Nhưng cả hai bật mí trong ngày dù mệt mỏi hay căng thẳng đến đâu, Sĩ Thanh và Huỳnh Phương đều cố gắng dành ra 10-15 phút để trò chuyện với nhau. Khi thì qua chat, lúc thì qua điện thoại FaceTime, và luôn tự hứa với nhau rằng khi trò chuyện sẽ để lại mọi cấu gắt bực dọc phía bên ngoài. Đó chính là bí quyết giúp cả hai có thể có thêm động lực, lao động miệt mài mà không biết mệt mỏi trong những tháng ngày bận rộn và chạy show không ngừng nghỉ.